Phụ huynh thân mến, để giúp con tham gia học thử bài giảng chương trình năm học mới lớp 6, 7, 8, 9, phụ huynh có thể làm theo một trong hai cách sau. Cách thứ nhất gồm 3 bước cực đơn giản. Bước 1, phụ huynh điền thông tin theo form tại landing page Học Mãi sẽ hướng dẫn học thử chi tiết và tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp. Bước 2, tư vấn viên Học Mãi sẽ liên hệ hướng dẫn tạo tài khoản học thử, tư vấn lựa chọn chương trình giáo viên phù hợp. Các khóa học được xây dựng theo chuẩn của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Đội ngũ giáo viên giảng dạy ở khóa học đều là giáo viên giỏi giàu kinh nghiệm, tham gia công tác giảng dạy tại các trường chuyên và nổi tiếng trên cả nước. Không chỉ mang lại cho học sinh những bài giảng sinh động, hấp dẫn mà còn truyền cảm hứng học tập, giúp học sinh hào hứng học tập. Bước 3. Học thử bài giảng trong khóa học. Sau khi học xong bài giảng, học sinh có thể tải ngay phiếu bài tập ở phía dưới, vừa để thử xem khả năng tiếp thu của học sinh đến đâu, vừa để học sinh rèn luyện các phương pháp giải bài. Đặc biệt, học sinh còn có thể trao đổi với giáo viên và bạn bè khác khi học qua mục trao đổi bài. Mọi thắc mắc sẽ được giáo viên giải đáp trong vòng 30 phút khi con hỏi. Cách thứ hai, quý phụ huynh còn có thể truy cập website http://học-mãi.vn, đăng nhập tài khoản và chọn bài giảng học thử phí cho con nhé. Tự tin vào năm con đạt toàn điểm 9, 10 các môn. Với chương trình học tốt lớp 6 đến 9, cha mẹ sẽ yên tâm cùng con học tập một cách chủ động, khoa học, hiệu quả nhờ những bài giảng, kiến thức sáng tạo, bám sát kiến thức và nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới.